Sông ngoài. Chương 21. Em có khỏe không Dung? Cảm ơn ông. Sự tức giận khiến Dung nghẹn lời, nước mắt chực trào ra. Nam đến bên cạnh Dung, chàng quỳ xuống ngước mắt nhìn nàng. Anh xin lỗi với em, anh thật khốn nạn. Em hãy đánh anh đi, anh đáng tội lắm. Dung cầm lòng không được nữa, đang ngã vội vào lòng Nam. Nam hôn như mưa trên khuôn mặt nàng, siết lấy Dung trong vòng tay. Chàng nhỏ nhẹ: không còn sức mạnh nào ngăn cách được chúng ta nữa, anh cần em vô cùng Dung ơi. Tấm thân bé nhỏ của Dung run run trong vòng tay ấm. Nam nâng cầm Dung lên, nhìn vào đôi mắt thâm sâu của nàng, lòng chua xót khôn cùng. Nước mắt được dịp tuôn ra, chàng ấp đầu Dung vào ngực. Anh tưởng đã mất em rồi, mẹ em ngăn cấm anh không được đến thăm em, sao em lại dại dột như vậy hả Dung? Nam hôn trên tóc Dung. Em chưa được khỏe phải không Dung? Dừng, em thấy khó chịu, nhưng vết thương lòng nặng hơn. Em còn giận anh sao? Phải, em giận, vì anh quá khiếp nhược. Nam thở dài. Vậy chi anh còn trẻ, chưa vợ thì đâu có thế. Có tiếng giày dội lại từ hành lang. Nam hoảng hốt buông Dung ra. Bà Giang hiện ra trước cửa, rung lên vì giận, mỉm cười mỉa mai: thực tôi đáng đâu có sai. Thằng Lân đâu? Thưa mẹ, nó đang ở trong vườn bông. Dung run sợ đáp. Bà Giang bước vào, khép cửa lại, giận dỗi nhìn Dung: con nói con đến mắng chửi nó, tại sao con lại làm như vậy? Dạ. Dung cúi đầu thoảng thốt, nói không ra tiếng. Thầy Nam, thầy hại con tôi như thế chưa đủ sao? Thầy đã bảo là không thể cưới con tôi được mà. Nam cướp lời: thưa bà, tôi không nói thế. Tôi chỉ nói rằng nếu Dung xa tôi mà nàng vẫn tìm được hạnh phúc, tôi sẵn sàng xa Dung. Nhưng bây giờ xin phép bà cho tôi được kết hôn với Dung. Tôi sẵn sàng bảo đảm với bà sẽ mang được hạnh phúc đến cho em. Bà Giang ngạc nhiên vô cùng, không ngờ sự kiện lại xảy ra ngoài ý muốn như thế. Mặc dù sau khi Dung uống thuốc ngủ tự sát đến nay, bà cũng đoán được là mình sắp bị lôi vào cơn sóng lớn. Bà kháng quyết không thể chấp nhận một tình yêu tội lỗi như vậy được. Bà biết con bà giàu tình cảm, thích sống trong ảo tưởng, nên đã nhắm mắt yêu Nam. Và bà cho rằng Nam chỉ là tên giáo sư đểu giả Sở Khanh, đã lợi dụng sự nhẹ dạ của đứa con gái mới lớn, nên bà muốn cứu con thoát khỏi nanh vuốt đó. Gặp Nam lần đầu, bà cũng thấy bản tính thiếu can đảm của Nam. Vì thế bây giờ khi nghe Nam mở miệng cầu hôn, bà bỗng thấy ngạc nhiên vô cùng. Tuy nhiên sự ngạc nhiên đó chỉ thoảng qua giây phút rồi vút xa, còn lại là sự giận dữ. Không ngờ lại có người đàn ông không biết tự lượng sức như thế. Đã 40 mấy tuổi đầu đã có vợ, bây giờ lại muốn cưới một đứa con gái vị thành niên. Bà thấy khinh thường Nam vô cùng. Với một người như thế, con bà làm sao tìm được hạnh phúc? Bà Giang lạnh lùng mỉa mai: tại sao lại có người thay đổi lạ lùng như vậy hả ông Nam? Còn Dung, con đã khẩn cầu làm sao mà bây giờ ông ấy lại chịu cưới con vậy? Dạ thưa mẹ. Dung biến sắc, nhìn thái độ mỉa mai của bà Giang, Nam tức giận: thưa bà, xin bà hãy tin tưởng lòng thành của Dung, cũng như hãy để tôi được kết hôn với Dung. Tôi nhất định sẽ đem đến phần đời còn lại chăm sóc cho nàng. Thưa bà, tôi sẵn sàng bảo bọc đời nàng. Lúc trước tôi nghĩ khác, Bây giờ thì sao? Bây giờ tôi thấy không bao giờ có thể rời xa nàng được nữa. Bà Giang chăm chú nhìn Nam, thái độ khiêu khích kia khiến bà càng giận dữ. Quay sang Dung, bà quát mắt: cô muốn kết hôn với ông Nam phải không? Dung cúi đầu không đáp. Bà Giang thúc giục: nói đi, sao con không nói? Dung len lén nhìn mẹ: nếu mẹ bằng lòng. Nhưng nếu tao không bằng lòng thì sao? Dung do dự: nhưng mẹ đã nói là không dính dáng vào việc hôn nhân của con. Thôi được, nghĩa là con muốn làm vợ Nam phải không? Dung không đáp. Bà Giang lại quay sang Nam: anh thật sự muốn cưới con gái tôi chứ? Dừng. Ông có chắc rằng sẽ đảm bảo cuộc sống hạnh phúc cho con tôi không? Nam nhìn Dung đáp: vâng. Được,
Nếu vậy trong vòng 3 ngày anh phải mang thơ đến nhà tôi cầu hôn. Anh phải cam đoan là không để con tôi khổ và tạo được hạnh phúc cho nó. Nếu trong vòng 3 hôm thơ không đến, tôi sẽ kể như ông đã chịu thua. Nam nhìn thẳng bà Giang, chẳng biết rằng mình đang gặp phải một người đàn bà cương nghị, muốn bảo vệ cuộc sống của một người đâu phải là chuyện dễ dàng, vì còn định mệnh nữa. Đâu phải ai cũng có thể tiên đoán được cuộc sống tương lai một cách dễ dàng đâu. Nam lại quay sang nhìn Dung, đôi mắt tha thiết đầy tin tưởng kia khiến chàng xúc động. Bắt đầu giờ phút này, ta không còn rời xa Dung được nữa. Dân, thưa bà, 3 hôm nữa tôi sẽ mang thơ đến. Bà Giang chăm chú nhìn Nam như soi thấu tim chàng. Bà không thể tin được một người lớn tuổi như Nam lại có thể thành thật thương đứa bé nhỏ nhắn như Dung. Vì cái tuổi yêu thương bồng bột chỉ có thể có ở những chàng thanh niên mới lớn mà thôi. Không lẽ Nam yêu thật tình sao? Bà cố vận dụng tất cả kinh nghiệm bản thân tìm hiểu Dung nhưng vẫn không được. Anh chàng này cũng quỷ quyệt lắm chứ không vừa đâu. Bà nghĩ đây là một địch thủ đáng lo ngại, một con ó sẵn sàng cắp lấy con gà con của bà. Bằng tính che chở cho con khiến bà đâm ra lo sợ. Ta đã bất lực, không thể nào giữ được con ta. Thôi được, chúng tôi sẵn sàng đợi thơ ông. Bây giờ cùng mẹ về Dung. Trước khi nhận thơ, mẹ cấm con không được lai vãng đến đây. Dung đưa mắt nhìn Nam, đôi mắt chứa đựng bao nhiêu tin tưởng, bao nhiêu ân tình. Nam thấy thương Dung vô cùng. Chàng nhìn nàng như thầm nhủ: em cứ an lòng, anh sẵn sàng bỏ mặc tất cả vì em. Bà Giang cùng Dung ra ngoài tìm Lân, xông lên xe về nhà. Bà tự tin nói: mẹ dám chắc với con là Nam sẽ không dám viết bức thơ như vậy đâu. Để rồi con xem. Dung không đáp. Bà Giang quay sang nhìn con, đôi mắt tươi sáng đầy hy vọng trên khuôn mặt của nàng như đang nói: nhất định chàng sẽ viết, nhất định như thế. 3 ngày lặng lẽ trôi qua, đó là 3 ngày đầy lo âu của bà Giang. Mặc dù bà đã nghĩ là Nam sẽ không dám viết thơ đến cầu hôn, nhưng nếu rủi ngược lại, không lẽ gả thật Dung cho hắn? Nếu không gả lại mang tiếng thất tính, bà đoán chắc có lẽ thơ sẽ đến. Đó là những ngày thật nặng nề trong gia đình họ Giang. Một đám mây mờ đang che phủ lấy mọi người, tất cả đều yên lặng, kể cả Lân và Nhược. Tất cả như linh cảm cơn giông bão đang sẵn sàng ập đến. Ông Giang không còn viết lách được nữa, chỉ chắp tay sau đít đi tới đi lui mãi trong phòng. Chốc lát lại chặt lưỡi thở dài. Ông cảm thấy như hoàn toàn bất lực và chỉ biết giao phó mọi trọng trách cho bà Giang. Từ sau ngày Dung tự sát đến việc phát giác mối tình của con và Khang Nam, ông Giang thấy mình đang mất dần đứa con gái. Ông thấy rằng suốt 10 mấy năm trời nay mình đã không để ý chăm sóc đến nó. Điều này càng được chứng tỏ hơn trong suốt quyển nhật ký của Dung. Ghi chú những điều nhận xét về gia đình cũng như về mối tình của nàng với Nam. Ông Giang ngạc nhiên vô cùng. Suốt 10 mấy năm trời cha con sống cạnh nhau mà mình vẫn không hiểu được con. Những điều ghi nhận về việc ông thương Lân quá nhiều đã làm ông ý thức được sự thất bại của mình trong việc làm cha. Dung yêu Nam chẳng qua vì thiếu tình thương trong gia đình. Đó là sự đòi hỏi bù đắp. Như vậy thì nó đáng thương và đáng yêu biết bao. Bây giờ ông muốn làm một cái gì để an ủi Dung, nhưng ông biết không còn kịp nữa. Dung làm sao thông cảm được ông. Sáng hôm thứ 3 của hạn định, ông Giang quyết định nói chuyện với Dung. Ông kêu Dung đến, mong mỏi được khẩn giải bày tỏ tình thương của cha mẹ cho Dung nghe, để mong rằng Dung sẽ còn ấn tượng tốt về gia đình. Nhưng khi ông chưa kịp mở miệng, nhìn đôi mắt chịu đựng và miễn cưỡng của Dung, ông bỗng thở dài, không thể nói gì được ngoài câu hỏi: Dung, con cho cha biết tại sao con yêu Nam. Nghe mẹ con nói hắn xấu trai, bê bối và không có một nét gì đặc biệt đáng yêu cả. Con cho cha biết đi. Thưa cha, tình yêu khi đã đến thì làm sao có thể giải thích được. Cha đừng dùng đôi mắt bình thường kia nhìn vào tình yêu chứ. Nhưng mối tình của con không được bình thường. Con không sợ mọi người nhạo báng hay sao? Con không cần dư luận. Người ta không có ai sống cho mình đâu, họ chỉ sống cho họ mà thôi. Không, con chưa hiểu gì cả. Con người không những sống cho mình mà còn phải sống cho cả dư luận nữa. Con không thể tách rời xã hội mà không thể sống được.
cũng như con không thể chỉ sống cho tình yêu mà còn sống vì những liên hệ khác như cha mẹ, anh em và bằng hữu. Nhưng nếu vì con yêu Nam mà họ bỏ rơi con thì đó không phải là sự thiệt thòi cho con sao ba? Không có cái chuyện thiệt thòi ở đây, mà chỉ có sự sống trong cô lập. Lúc đó con sẽ cảm thấy sự đau khổ gấp bội lần sự tưởng tượng của con. Nhưng con có muốn thế đâu, tại mọi người cơ mà. Dung nói như muốn khóc. Ông Giang thở dài. Dung, con hãy mở to cặp mắt ra mà xem. Đâu phải chỉ có một mình Nam trên đời, mà hàng vạn người đàn ông khác. Dung ngắt lời. Nàng lật ngược lại. Tại sao trên đời cũng có hàng vạn người con gái mà cha chỉ yêu có mẹ con không thôi? Ông Giang cứng họng, một lúc sau mới nói. Con quá cứng đầu, nói không sợ cha mẹ phiền ư? Dung bắt đầu khóc. Nàng ân hận vô cùng. Sao mỗi lần cùng cha mẹ tranh luận, nàng bao giờ cũng bên Nhật Nam cả vậy? Không lẽ công ơn dưỡng dục 19 năm trời chỉ chiếm được một khoảng không gian nhỏ xíu trong tâm hồn nàng hay sao? Tình thương đó lại gục ngã trước tình yêu của Nam hay sao? Dung bỗng khám phá ra rằng Nam đã chiếm lấy phần lớn linh hồn của nàng. Nàng quả là một đứa con bất hiếu. Không trách sao mẹ lại bảo nuôi con khôn lớn không lợi ích gì cả. 19 năm nuôi dưỡng giờ đã đủ lông đủ cánh, lại chập chờn bay đi. Nhìn những sợi tóc bạc với gương mặt bi thương của cha, nàng vẫn không thể nói được việc xa lìa Nam, chỉ còn biết than khẩn nhìn cha. Thưa cha, xin cha tha lỗi cho con. Con bất hiếu đã làm mẹ cha buồn phiền. Nàng khóc lớn và chạy vội về phòng. Ông Giang nhìn theo con, cảm thấy chua xót vô cùng. Con nuôi lớn nên người, bắt đầu suy nghĩ là đã tách rời khỏi cha mẹ. Không cần biết cha mẹ có buồn hay không, nhưng làm sao cha mẹ lại có thể giết con được? Càng nghĩ ông thấy càng tội cho Dung hơn. Ông không nhẫn tâm nhìn con đau khổ nữa. Bà Giang đi vào hỏi chồng. Sao, ông đã khuyên nó chưa? Ông Giang chỉ biết lắc đầu. Nó đã say tình quá đậm, anh không đủ sức. Bà Giang bực tức. Rồi ông coi, tôi sẽ làm hết sức tôi để ngăn cản mới được. Tôi chắc Nam cũng sẽ không dám giết Thư, vì hắn là thằng khiếp nhược, đâu dám để mảnh giấy đeo đuổi học trò rơi vào tay tôi. Nhưng không ngờ buổi chiều hôm ấy lúc 3 giờ Nam đã gửi thư đến. Ông Giang mở ra xem, nét bút kiên quyết và lời văn thâm thiết, chứng tỏ Nam thực tình yêu Dung. Ông Giang xem xong thơ rồi trao cho vợ. Hắn chắc cũng là người có tài. Bà Giang vội cướp lời. 40 ngoài túi đầu rồi chứ. Bà bực tức gọi Dung ra. Dung, ra biểu. Dung đứng phía sau, nàng đã nhìn thấy hết mọi việc. Bà Giang quay sang. Bây giờ Nam nó đã gửi lời cầu hôn đến, mẹ giữ lời sẵn sàng gả cho hắn. Mẹ hỏi thiệt, con nhất định lấy Nam hay không? Dung không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ, nàng cúi nhìn xuống đất, gật đầu. Bà Giang cắn răng. Được, mẹ giữ lời. Con để nói cho Nam biết, kêu hắn trong một tháng phải đến cưới con. Phải nhớ bắt đầu từ giờ phút này, con và gia đình này không còn liên hệ gì với nhau nữa. Từ đây cấm con không được gọi cha con là cha, cũng như con hãy ra khỏi nhà này ngay. Trời, mẹ! Dung cầu khẩn van xin. Mẹ đừng làm thế mẹ ơi. Tôi không còn gì để nói nữa cả. Con phải chọn một trong hai con đường, hoặc là gia đình, hoặc là Khang Nam. Nếu không rời được Khang Nam thì hãy rời khỏi nhà. Dung nắm áo mẹ khóc lóc. Không, không, mẹ đừng làm thế mẹ ơi. Cô còn muốn gì nữa đây? Muốn để cho mọi người thấy cha cô có một ông rể già như Khang Nam hay sao? Nếu con còn biết tiếc thương cái gia đình này, con nghĩ đến cha mẹ anh em, thì chỉ có còn cách là tuyệt tình với Nam mà thôi. Dung lắc đầu nước mắt như mưa. Không, không thể được. Con không thể làm như vậy được. Ông Giang chen vào. Dung, con hãy nghĩ kỹ xem. Con đang có cha mẹ, các em con ai cũng thương con, không ai muốn bỏ rơi con. Hãy nghĩ cho kỹ. Tình ruột thịt 19 năm qua, con có thể cắt đứt một cách dễ dàng như vậy sao? Cha tin rằng nếu con trở về với gia đình, cha đảm bảo chỉ cần nửa năm thôi, con sẽ quên lãng được Nam. Dung lắc đầu. Không, con không tin như vậy. Bà Giang giận dữ. Thôi được rồi, công lao dưỡng dục được trả ơn như vậy đó. Cô muốn đi cứ đi, tôi còn
cũng không muốn thấy mặt cô nữa. Coi như tôi không có đứa con như cô. Vậy là được rồi. Đến nói cho Nam biết đi, kêu hắn trong vòng một tháng hãy đến đây trước cô đi là xong. Dung khóc lớn quỳ xuống, hai tay ôm lấy chân mẹ. Trời ơi, mẹ nỡ nào. Bà Giang vừa cúi xuống nhìn con, một tia hy vọng lại đến. Bà lấy tay xoa tóc Dung nhỏ nhẹ. Dung, mẹ cho con suy nghĩ kỹ. Con có thể bỏ mặc gia đình hay sao? Giả sử như con không thương cha mẹ đi, thì còn biết bao nhiêu điều, bao nhiêu kỷ niệm trong nhà con cũng dứt được hay sao? Em Nhược thường bữa ngủ với con, nó lúc nào cũng sợ bóng tối, chỉ có con ngủ chung là nó mới an lòng. Dung vẫn khóc thảm thiết. Mẹ ơi, mẹ, con nỡ nào bỏ mẹ sao con? Dung, con ngoan của mẹ, hãy nói đi, hãy nói rằng con sẽ ở lại, sẽ tuyệt giao với Nam đi con. Cha mẹ biết, cha mẹ có lỗi với con nhiều. Vì thế từ nay, chúng ta hãy bắt đầu xây dựng lại cuộc đời mới, đoạn giao với Nam con nha. Xin mẹ đừng ép con không thể làm như vậy được. Dung thảm não lắc đầu. Bà Giang giận dỗi. Thôi được, mẹ đã nói với con như thế mà con vẫn không chịu thì thôi. Đi đi, đi với Nam đi. Và từ rầy đừng gọi tôi là mẹ nữa. Đi đi. Bà Giang xô Dung ra, quay qua đi vào trong. Dung ngã nhòi xuống đất, hai tay ôm lấy mặt khóc nức nở. Con chết mất. Ông Giang rướm lệ, đến đỡ Dung đứng lên. Dung van xin cha. Ông Giang bất lực, lắc đầu khẽ thở dài. Thôi thì cha đành để con cùng Nam kết hôn vậy.